Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Và giờ các bạn đã bộ đồ chơi Lego Mai Quân chống Minecraft đó các bạn. Làm vườn nè, ở trong căn phòng có ngọn lửa luôn. Wow, 8 hộp. Tổng cộng là 8 hộp. Đây. Sau đó chúng ta có thể ghép lại chúng lại với nhau. Bây giờ Cu Lì sẽ tháo một bộ nha, Cu Lì làm trước nha. Mình sẽ làm ở phòng trước nha. Phòng gì đây? Phòng DJ nhạc nè. Còn ở đây là gì? Phòng sách. Có tivi nữa. Và mình sẽ làm một chiếc này. Bộ này nha. Mình sẽ tháo nó ra. Chúng mọi chúng ta cùng nhau làm nào. Thì phải cắt luôn cái băng keo ra nè. Thấy chưa? Cứ cứng. Mình sẽ tháo cái băng keo ra. Kéo chúng ra. Rất cứng. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra và lắp ráp theo thứ tự. Hồi lát luôn đi. Có mấy món thôi, không có nhiều đâu. Giả ra và lắp ráp nè. Wow. 8 hộ đồ chơi Lego My World Minecraft. Đây là bản hướng dẫn. Các bạn thấy chưa? Tiếp theo là những gì còn lại. Xong. Đầu tiên mình phải gắp người lính trước. Này, cái đầu của anh ta đâu? Cái mái tóc khi ghét về chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gắn cánh tay. Một. Và cái này. Hai. Xong. Hoàn thành. Thì chúng ta sẽ làm theo thứ tự. Để nó nhìn sang một bên. Sẵn đồ nha. Cục màu đen đâu? Màu xám, màu nâu gì đó. Rồi, ba thanh hai. Một, hai, ba, đủ. Lắp ráp nè, chúng ta lật ngược lại. Một cái ở đây. Ở đây. Ở đây. Và ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, sẽ lắp ở đây một cái nữa. Xong. Đặt ngược lại. Rồi sẽ hạ xuống cho các bạn dễ nhìn. Kế đến. 1 2 5 miếng 2 3 4 5. Cũng ở bên dưới. Chúng ta sẽ ráp một bộ phận ở đây. Rồi ở đây. Đây. Mình sẽ gấp lẹ các bạn để tí nhé. Vậy là xong rồi. Nè cái bàn chân. Đó cái đế chân nè. Thấy chưa? Quá dễ. Tiếp theo. Bước số 3. Làm phòng Daisy. 1 2 4 miếng. 4 miếng màu đen và 4 miếng màu nâu. 1 2 Cô để bán ra. Các bạn để tí. 4 cái đủ rồi. Này chúng ta còn một cái nữa. Một cái nữa ở đâu đây? 1, 2, 3. Nó chỉ yêu cầu đến 4 cái lận. Rồi giờ thiếu một cái rồi. Không sao cả. Không.
thiếu một cái rồi. Kệ đi, có nhiều mình làm bấy nhiêu. Nhắn vô. Xong một bước. Gắn vô. Và một trắng nữa. Hai cái như vậy. Cô này sẽ gắp lại phút này. Hai cái đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ gắp trên cái bàn này. Và trước khi gắn nó, chúng ta phải gắn một cục nữa. Chính là cục này, miếng này. Gắn chúng vào đây. Đó, đưa vô. Một. Hai. Xong. Phải hai cái như vậy. Một cái ở góc bên đây. Cứng quá. Đó. Một cái ở góc bên đây là cái loa. Đây là cái loa. Một cái nằm bên đây nữa. Chúng ta sẽ lắp ráp. Hai cái loa rồi. Mình thiếu mất một cái rồi. Mình thiếu mất một cái thì mình làm kiểu này. Đó, nó nẻo nằm như vậy nè. Mà mình thiếu một cái. À đây đây đây, tụi mình thấy rồi. Tưởng thiếu chứ. Là mình đủ. May mắn quá. Xong. Gắn thanh này vô đây. Tới cái này. Đó. Giờ là xong. Chúng ta sẽ gắn chúng ở đây. Rồi đưa xuống. Wow, mình gắn được rồi. Đó, vậy mới đúng. Xong. Hai phòng âm thanh. Âm thanh loa. Đã xong. Kế tiếp. Một. Hai. Chúng ta sẽ ráp luôn. Một nè. Hai. Và bốn trụ trắng. Đầu tiên chúng ta sẽ gắp cái này lại với nhau. Đây. Xong gắn chúng ta. Tiếp tục. Một cái. Nó sẽ nằm ở dưới này. Oh my god. Gắn không vừa. Cười gắn lộn rồi. Làm cái góc này mới đúng. Đó. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Làm cái bàn. Gắn chúng vô. Đây nè. Ở mặt trên là cái bàn để gì? Phòng âm nhạc âm thanh. Xong. Gắn trên này. Đó. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ gắn thêm một cặp loa ở đây. Hai cặp loa hai bên. Một cái loa nhỏ. Và một cái loa nhỏ bên đây. Gắn lên. Sắp xong rồi. Đó. Và cuối cùng là một cây bông. Mình sẽ gắn chúng lại với nhau.
cứng quá, khó chịu quá. Ừ. Rồi xúc nè, thì mình gắn lại. Ừ, đơn giản vậy thôi, thì chúng ta đã xong, hoàn thành. Giống chưa? My World, thế giới của tôi. Và còn phải thiếu anh Mary rồi. Wow, đẹp chưa? Và các bạn ơi, các bạn thấy bộ đồ chơi này đẹp, hãy bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cu Lì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lì. Wow, anh Minecraft, phòng âm nhạc và âm thanh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV đó.